Con thấy hơi bỡ ngỡ, hơi lạ, nhưng mà được cô hướng dẫn được làm quen với mọi người nhiều hơn ạ. Bạn Bảo Nam viết là con cảm thấy một cảm xúc phấn khích đang trong tim con. Con cảm thấy hơi hồi hộp và vui khi gặp cô và các bạn. Cảm xúc của con khi được tựu trường online là con cảm thấy rất bỡ ngỡ và hồi hộp khi bước sang năm học cấp 2 và con sẽ mong được giao lưu với các bạn. Đó có lẽ sẽ mãi là những khoảnh khắc không thể nào quên của cả cô và trò lớp 6E trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Dù không thể tựu trường như những năm học trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tiếng nói, tiếng cười trên từng khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm tin về một năm học mới của các em học sinh vẫn vang vang trong buổi tựu trường đặc biệt này. Năm nay chúng tôi có một buổi đón các con qua màn hình rất đặc biệt và để lại trong người giáo viên chúng tôi một cảm xúc khó tả, và tôi rất là xúc động khi nhìn thấy những cái ánh mắt háo hức của các con chờ đón thầy cô giáo, được làm quen với các bạn mới, và qua đó cũng thấy được sự cố gắng của học sinh cũng như phụ huynh để tham gia một cái lớp học trực tuyến theo đúng như là tinh thần của Bộ Giáo dục là các con ngừng đến trường nhưng không ngừng học. Cũng là bất ngờ đối với các con khi có một cái buổi tựu trường thật là đặc biệt. Dù không được gặp nhau, không được ôm nhau như một buổi tựu trường bình thường, nhưng các con vẫn rất là háo hức. Các con rất mong chờ, và điều đấy có lẽ đó sẽ là cái động lực để cô giáo có thể là chuẩn bị cho con những tiết dạy thật là thú vị và thật sự là sáng tạo, để các con có thể là có một cái trải nghiệm thật tuyệt vời khi các con học online. Những hình ảnh về ngôi trường, về các hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức, hay những tấm băng rôn rực rỡ sắc màu xen lẫn khẩu hiệu đón các em tới trường đều được thể hiện sinh động thông qua các video, clip, mở ra một chân trời mới để mỗi học sinh có niềm tin, động lực và niềm vui bước vào năm học mới. Mình nghĩ đây cũng sẽ là một cái buổi trải nghiệm của các con, cũng là một cái dấu ấn của cuộc đời con, để sau này con có một cái kỷ niệm để nhắc lại rằng là khi bước vào năm học đầu tiên, năm học vỡ lòng của mình thì con đã tựu trường online tại nhà. Cũng cảm thấy rất là vui mừng, phấn khởi và sẽ đồng hành cùng con trong suốt quá trình học online. Khác với những năm học trước, chúng tôi lại tựu trường trong một cái không gian vắng lặng. Mặc dù là gặp nhau trên lớp học trực tuyến, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được cái không khí háo hức, tươi vui của học sinh, cảm nhận được một cái không khí của một cái buổi tựu trường rất hết sức đặc biệt. Ngày 5 tháng 9 tới đây, năm học 2021-2022 sẽ chính thức khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Trong tâm hồn mỗi học trò hôm nay, ngày khai giảng năm nay cũng sẽ là một ngày đặc biệt, ngày mở đầu cho năm học mới. Với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, ngành giáo dục Hà Nội đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng tổ chức dạy học an toàn cho các em học sinh trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.